đó là cái nguồn phát analog hoàn toàn. Nếu mà nói về độ chi tiết ấy, thì nó chi tiết cao hơn cả DSD, và nếu mà nói về độ mượt mà thì nó trên cả LP, bởi vì hardline là các bác nghe trực tiếp và không qua bất kỳ cái phần xử lý số tín hiệu nào, cho nên đó, âm thanh mà chúng ta nghe thì nó sẽ là thật nhất. Cái thiết bị này thì các bạn có thể biến cái hệ thống high-end của mình thành một cái hệ thống nghe nhạc analog và hoàn toàn là rất là thật. Hôm nay thì Thi Văn có một người bạn thì anh sẽ phụ trách cái phần nguồn analog này để giao lưu với các bác. Xin mời anh Minh Ngọc. Xin mời anh đọc thử thêm một bài nữa.
bài hát tiếp theo hoặc nhân luôn là bài hát 10 năm yêu em của nghệ sĩ Tử Vi. Mười năm yêu em, ta thấu đời một mình. Mười năm yêu em, ta thấu tình buồn suy. Mười năm yêu em, ta hóa thành chiếc lá trôi theo từng cơn lũ của kiếp sống. Tình chưa yên vui, bên sau đời buồn đau. Ngăn cách một đại dương, từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối, nhưng em tình vẫn hát từ bên trời. Ôi ta nhớ những đêm năm bồng biển, tan bay trên đôi cánh sẽ cùng một người giữa cằn côi chợt nghe tình sao xuyên ngỡ môi em hồng đợi những mùa xuân, dường như trong ta em có điều tuyệt vọng. Dường như trong em ta vẫn đây hoài mong. Mười năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi, xin em cùng ta hát để nhớ hoài. Hello. Thấy nãy giờ nghe anh Ngọc hát đúng không? Dạ, ở dưới thấy nhiều người hát nhép theo lắm. Có nghĩa là anh ở đây là rất là nhiều người muốn hát chứ không phải là một người. Bây giờ em xin trân trọng mời ban chủ của Biên Hòa lên hát một bài nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, Về Đây Nghe Em, để tưởng nhớ với nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Trần Quang Lộc là Về Đây Nghe Em chứ không phải Vì Đó Là Em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.